bạn đã quay trở lại với channel của topic.vn. Khi đến với Vũng Tàu, ngoài những món hải sản thơm ngon thì hủ tiếu mực là một trong những món ăn luôn níu lòng du khách. Du khách thập phương yêu thích món hủ tiếu mực này bởi món ăn này được chế biến bởi nguồn hải sản tươi gói kết hợp với sợi hủ tiếu dai dai, tạo nên một món ăn vô cùng đặc biệt tại thành phố biển. Vì thế, nếu có dịp đến Vũng Tàu, bạn không thể nào bỏ lỡ món hủ tiếu mực đặc sản này. Dưới đây là một vài địa điểm mà Topic muốn giới thiệu đến bạn để các bạn có thể thưởng thức món ăn này ở Vũng Tàu nhé. Top 1. Hủ tiếu mực ông già Cali. Nhắc đến hủ tiếu mực thì không thể bỏ qua quán hủ tiếu mực ông già Cali. Quán có nhiều cơ sở trải dài khắp các con phố lớn nhỏ tại Vũng Tàu. Do đó, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm và thưởng thức một tô hủ tiếu mực thương hiệu ông già Cali. Cũng bởi có nhiều cơ sở nên mỗi ngày ông già Cali đón tiếp rất nhiều thực khách ghé thăm. Menu của quán bao gồm các loại như hủ tiếu tôm, hủ tiếu mực. Nhưng nổi tiếng nhất tại quán có lẽ là món hủ tiếu mực đặc sản Vũng Tàu. Khẩu phần hủ tiếu tại đây rất nhiều, với mực được lựa chọn từ những loại mực tươi, rất giòn và ngọt nước. Đặc biệt nhất có lẽ là nước dùng hủ tiếu, nước được hầm từ xương và mực, ngọt thanh và tự nhiên, không quá ngậy mùi gia vị. Bên cạnh đó, rau ăn kèm tại quán cũng rất sạch và tươi. Hủ tiếu ở quán còn cho hành ngò rất nhiều và thơm, thêm chút thịt bằm nữa thì ăn ngon tuyệt vời. Đồng thời, quán còn cung cấp cho thực khách các loại nước chấm như nước tương, tương ớt, chanh, ớt để mọi người thêm cho phù hợp với khẩu vị của từng cá nhân. Sau hơn 7 năm mở cửa phục vụ quý khách tại Việt Nam, hủ tiếu mực ông già Cali đã làm hài lòng biết bao thực khách sành ăn, khó tính của nhiều vùng miền trong nước và cả thực khách ngoài nước khi đến với Việt Nam. Hủ tiếu mực ông già Cali luôn cam kết chất lượng với quý khách, từ giá bình dân, địa điểm thuận lợi, phục vụ ân cần, chu đáo và thành phần nguyên liệu tươi sạch, tạo nên những món ăn ngon và dinh dưỡng. Ngoài ra, không gian quán rộng rãi và sạch sẽ, thích hợp cho những khách đi nhóm đông, vị trí ngồi khá thoải mái mà không hề thấy chật chội. Nếu bạn muốn thưởng thức một tô hủ tiếu mực thơm ngon của ông già Cali, có thể đến các cơ sở đắt khách của thương hiệu này như chi nhánh 03 Lê Hồng Phong, chi nhánh 1 Võ Văn Kiệt hay 113 Hoàng Hoa Thám tại thành phố Vũng Tàu. Top 2. Hủ tiếu mực ông Mập. Hủ tiếu mực ông Mập là một trong những quán hủ tiếu chứ danh tại Vũng Tàu, bởi những bát hủ tiếu nóng hổi đều được làm từ những nguyên liệu tươi ngon nhất. Sợi hủ tiếu mềm dai đủ độ, mực siêu giòn, tươi, không bị chín quá, nước lèo trong, ngọt đậm đà, kết hợp với các loại rau thơm tạo nên một hương vị hòa quyện thơm ngon. Đặc biệt, hủ tiếu khô của ông Mập thì phải gọi là số dách khi mà quán trộn hủ tiếu rất ngon và thấm gia vị, sợi dai, không hề bị nhão. Tuy nhiên, phần hủ tiếu khô ở đây được cho khá nhiều dầu, nên đối với các bạn muốn ăn thanh đạm hơn thì có thể lưu ý quán bỏ ít dầu lại cho đỡ ngán nhé. Phần nước dùng thì rất nhiều mực, mực tươi ngay biển nên ngon và tươi, vị cũng ngọt và không bị bở. Phần nước chấm sẽ phù hợp với một số người và nếu thích thì các bạn có thể cho thêm vào để tô hủ tiếu thêm đậm vị. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều thực khách thì phần nước dùng và hủ tiếu tại đây khá vừa miệng nên các bạn hãy nếm thử trước khi thêm nước chấm vào nhé. Chính bởi quá trình chế biến công phu và tỉ mỉ cùng với chất lượng hủ tiếu hết sức hấp dẫn, tuyệt vời nên quán ông Mập được rất nhiều du khách gần xa, đặc biệt là khách Tây khi ghé đến Vũng Tàu đều ghé qua thưởng thức. Một trong những điểm cộng cho hủ tiếu ông Mập đó chính là không gian quán rất rộng rãi, sạch sẽ và có bãi đậu ô tô riêng. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình, chu đáo của nhân viên nên chỉ vài 3 phút bạn đã có ngay một tô hủ tiếu ngon lành. Hiện tại, quán mở cửa từ 6 giờ đến 22 giờ và tọa lạc tại địa chỉ 97 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu. Nếu các bạn có ý định ghé ông Mập thì hãy nhớ lưu ý những thông tin này nhé. Top 3. Hủ tiếu dĩa, hủ tiếu khô hải sản Thuận Phúc. Quán hủ tiếu Thuận Phúc nổi tiếng với món hủ tiếu khô hải sản, nhưng ít người biết món hủ tiếu mực tại quán cũng được rất nhiều thực khách ưa thích. Sợi hủ tiếu của quán dai, mực tôm nhiều và khá tươi ngon, tô hủ tiếu chất lượng được chế biến từ những nguyên liệu tươi như tôm, mực và một số loại hải sản khác. Cách chế biến tại đây luôn đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và mang đến cho khách hàng sự hài lòng lớn nhất. Các loại rau ăn kèm cũng được nhặt và rửa sạch để đảm bảo những món ăn ngon nhất được phục vụ đến khách hàng. Không gian quán được mọi người nhận xét là khá rộng rãi, dụng cụ ăn được rửa sạch và lau chùi cẩn thận. Khu vực chế biến lẫn không gian phục vụ tại quán rất sạch sẽ. Đây cũng là một điểm cộng đối với quán. Ngoài ra, nhân viên phục vụ tại quán rất nhiệt tình và tận tâm với khách hàng. Hơn thế nữa, tại quán còn có những món cơm hải sản được nhiều khách hàng nhận xét là khá ngon, hải sản tươi và ngọt. Tuy nhiên, quán cũng khá đông khách nên vào những ngày hoặc những giờ cao điểm thì bạn phải chịu khó chờ một chút.
Mức giá các món hủ tiếu tại Thuận Phúc cũng trong tầm giá với các quán xung quanh và được niêm yết sẵn trên menu, nên các bạn không cần lo về vấn đề chặt chém đối với các món đặc sản. Đặc biệt hơn, tại Thuận Phúc cũng có phục vụ thêm các loại nước do quán tự tay làm như sữa đậu nành, sữa bắp, rau má đậu xanh, chanh dây, các loại cà phê, v.v. Đến Vũng Tàu và ghé Thuận Phúc để thưởng thức một tô hủ tiếu mực nóng hổi, thơm ngon, rồi sau đó lại nhâm nhi một chút thức uống giải khát mát lạnh thì thật là đã phải không nào? Hiện tại quán có 2 cơ sở tại 73 Hoàng Hoa Thám và 12 Xô Viết Nghệ Tỉnh, đồng thời mở cửa từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm nên các bạn hãy tranh thủ ghé với Thuận Phúc nhé! Top 4. Hủ tiếu Nam Vang Gia Minh. Hủ tiếu Nam Vang Gia Minh là một quán rất nổi tiếng tại thành phố Vũng Tàu với thực đơn đa dạng các loại hủ tiếu khác nhau như hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu xương ống, hủ tiếu giò khoanh, hủ tiếu thịt bằm, hủ tiếu hoành thánh, thỏa sức cho các bạn lựa chọn. Tại quán có bán cả hủ tiếu khô lẫn hủ tiếu nước với phần nước dùng không quá mặn. Nếu như các bạn muốn đậm đà hơn, có thể bỏ thêm sa tế, nước tương hoặc tương ớt được thêm mỗi bàn để phù hợp với khẩu vị của riêng mình. Hủ tiếu mực tại đây được đánh giá khá cao với những khoanh mực rất tươi, ngọt và thơm ngon. Mức giá của các loại hủ tiếu tại Gia Minh cũng khá ổn so với chất lượng của các món ăn. Khâu chế biến tại quán vô cùng sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khiến cho những món ăn được đưa ra cũng thêm phần ngon và chất lượng hơn. Những tô hủ tiếu nóng hổi, thơm nức mũi với đầy đủ hương vị, được phục vụ với tất cả tâm huyết của người đầu bếp và chủ quán Gia Minh. Đây thực sự là một địa chỉ ăn hủ tiếu nói chung và hủ tiếu mực nói riêng rất uy tín và chất lượng tại Vũng Tàu. Quán hiện có 2 chi nhánh tại 390 Trương Công Định và 72 Xô Viết Nghệ Tỉnh. Tuy nhiên, nếu bạn không thể đến tận nơi để thưởng thức hủ tiếu thì có thể gọi điện đặt hàng qua hai số điện thoại 0254 355 495 hoặc 0937 350 108. Chúc các bạn có được những bữa ăn ngon và trải nghiệm tuyệt vời tại hủ tiếu Nam Vang Gia Minh. Top 5. Lộc Dương Quán. Nếu các bạn đang tìm kiếm một quán ăn sáng với đa dạng các món từ hủ tiếu cho đến bún, miến, hải sản thơm ngon thì Lộc Dương Quán tại địa chỉ 125 đường Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu chính là một địa điểm bạn nên lựa chọn. Về phần hủ tiếu mực hay hủ tiếu hải sản ở đây được nêm nếm khá vừa miệng, nước lèo thơm ngon, đậm đà cùng các loại hải sản nói chung và mực nói riêng được đầu bếp sơ chế và chế biến rất tươi, hấp dẫn thực khách. Ngoài ra, buổi chiều tại quán còn bán các món lẩu hải sản đặc biệt hấp dẫn mà các bạn nên thử. Bên cạnh hủ tiếu mực và hủ tiếu hải sản thì món bún hải sản Bề Bề cũng là một món ăn best seller tại quán và được rất nhiều khách hàng yêu thích lựa chọn. Không gian tại quán rộng rãi và khá thoáng mát, tuy nhiên vào những lúc đông khách thì bạn cũng phải chờ đợi một chút mới có thể thưởng thức hủ tiếu mực ở đây. Đặc biệt, Lộc Dương Quán cũng có một website chuyên cung cấp thông tin để các bạn có thể tham khảo về các món ăn, giá cả cũng như đánh giá của các thực khách đã trải nghiệm ở đây. Vậy nên, nếu các bạn còn phân vân bất cứ thông tin gì về Lộc Dương Quán thì có thể truy cập ngay website để tìm hiểu nhé. Các bạn vừa xem xong video Top 5 quán hủ tiếu mực ngon nhất tại Vũng Tàu. Nếu các bạn đã từng đến Vũng Tàu và thưởng thức qua món ăn hấp dẫn này thì hãy chia sẻ cho chúng mình những quán ăn ngon các bạn đã từng thưởng thức nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!